Mình ơi, trời đất ơi, mình có sao không hả? Làm gì em làm quá vậy? Có sao đâu. Trời ơi, chắc em chết quá. Sao? Tự nhiên mình nhắn tin với em, mình nói là mình trầm cảm, giống như anh Tú vậy á, làm em chạy về muốn chết luôn vậy. Tôi ngồi ở nhà nãy giờ nè. À, hay là mình có công việc mới, mình muốn tạo bất ngờ cho em đúng không? À, coi đi. Cái gì vậy mình? Giấy phân công việc nhà. Thì đó, em coi kỹ đi rồi em ký. Nếu một ngày không muốn á, mồ côi chồng, bé Hòa là coi cha. Trời đất ơi, mình ơi, mình nói cái gì vậy? Với lại em mới nhận thêm lớp dạy mà. Cái gì? Em mới nhận thêm lớp? Bây giờ em coi việc nhà là quan trọng hay là công việc của em quan trọng? Tôi á, là đàn ông cho gia đình, tôi không có làm mấy cái việc nội trợ, ok? Nếu mà em muốn á, thì em thuê người làm. Tôi không có làm đâu nha. Nhưng mà bây giờ mỗi tháng nhà mình phải góp tiền nhà 8 triệu, rồi cả tiền học cho bé Hoài nữa. Tiền đâu mà mướn người làm á mình? Em không có than hả? Sao em than quá vậy? Ngày trước á, lúc mà em xin bé Hoài á, thì á, tôi một mình nè, vừa lo tiền nhà nè, vừa lo cho em nè, tôi có than gì đâu. Không phải là em than mình ơi. Đó, mới vừa than luôn á. Rồi, em xin lỗi. Lỗi của em được chưa? Em đã áp lực cho anh được chưa? Rồi, biết lỗi là được. Giờ hành động đi, ký đi. Việc của em là việc em làm, việc tôi làm, phân công rõ ràng, xong. Rồi, mình muốn em ký thì em ký. Rồi đó, được chưa? Rồi, được rồi đó. Bây giờ á, nhà đang dơ á, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ đi. Ok. Cũng làm, nhanh đi. Rồi rồi. Cái gì mà bừa bộn y như bãi chiến trường vậy? Thầy đó, phá cho tới luôn. Sáng á, tôi ngủ dậy tôi thấy vậy rồi. Gì? Chán không? Nè, coi đi. Em nhận job phiên dịch cho công ty phụ huynh. Giờ em đang ở Phú Quốc với họ nè. 4 ngày nữa em mới về. Anh chăm sóc nhà cửa với con giùm em nha. Rồi xong. Một pha bẻ gắt lái của hội chim bỉm sữa. Thôi mà tôi nói nghe nè, hai ông thấy bình thường đi, cứ dòm tôi đi nè. Sao? Từ một soái ca đẹp trai mà bây giờ nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông đảm đang của gia đình. Bình thường đi, cứ làm rồi sẽ quen, cứ đi rồi sẽ đến, cứ chịu đựng rồi sẽ quen luôn. Không có quen được. Sao vậy? Bây giờ vậy nè, ok, có thể ông á nhượng bộ về tiền bạc hay là cái gì đó, nhưng mà đối với tôi, căn nhà này tôi là trụ cột, mấy chuyện này tôi phải là sếp. Nghĩ sao giờ tôi phải làm nội trợ? Hay quá à, trụ cột. Một người chủ, một người sếp, người chủ giờ cũng ở không cho vợ nuôi đó. Ê, nhìn nãy giờ đủ rồi nha. Ông là nội gián của hội chị em phụ nữ đúng không? Ừ. Phải, ý tôi là cái hội nào thì cũng phải có người phản biện qua lại đúng không? Phản biện hay là phản bội? Tôi thấy cái mùi phản bội từ ông rồi đó. Ghê quá. Thôi nè, bỏ đi không nói chuyện đó nữa. Ừ, ê, bỏ đi. Ông kêu tụi tôi qua đây để dọn dẹp hả? Thôi nha. Không phải. Tôi dọn nhà tôi là tôi mệt lắm rồi đó. Không phải. Phụ đi. Thôi mắc cười quá. Thôi đi mấy ông ơi. Tôi hẹn hai ông qua đây ăn chi biết không? Chị. Để tính cách làm sao dạy con của tụi mình. Trời ơi, dạy cái gì? Cái chuyện dạy con á là ở trường có thầy cô, về nhà là có mẹ có bà, không? Có cái chuyện anh em mình á, cái nhiệm vụ là đi kiếm tiền về đưa cho vợ vậy là đủ rồi. Nè nè nè, ông nói gì là sai rồi. Bọn hai ông không chưa có nghe cái câu à, con hư thì tại mẹ, cháu hư thì tại bà. Khỏi đi. Ở nhà vợ tôi á, nó chửi con tôi, mày hư y như thằng cha mày vậy đó. Nó bởi thừa tôi không đó. Ông hư thiệt mà. Trời ơi. Bây giờ nè, tôi tính ngày mai á là thứ bảy đúng không? Thì tụi nó sẽ ở nhà không có đi học. Thì bây giờ tụi mình sẽ đem tụi nó cách ly với mẹ tụi nó, đem qua nhà tôi, sẵn tiện không có vợ tôi ở nhà. Bắt đầu anh em tụi mình á lên kế hoạch dạy tụi nó, sẵn tiện anh em mình lai rai. Lâu quá rồi. Ơi, vậy đi. Trời ơi, nó
nói gì chứ lai rai là tự nhiên tôi ngứa tai. Thèm cảm giác 1, 2, 3 vô. Ê cái này được nha, bảo đảm vợ tôi sẽ chịu. Tại vì khi mở mắt ra không thấy cái hình ảnh của bé My, không thấy cái tiếng quấy khóc của bé My là bảo đảm vợ tôi chịu liền. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Rồi giờ dọn đi. Ông dọn đi, tôi nghỉ ngơi. Dọn cái gì mà dọn, không có dọn. Gì vậy cha? Con tôi cũng dạy gì mắc mới chú dạy chú. Khỏi dạy luôn đi. Ba, tụi ba đồ vô con. Gì? Con ông ăn hiếp con luôn kìa. Trai nó phải vậy chứ. Trai gì kì, trai nó bút bê. Vậy đó. Ba ơi ba. Cái gì con? Anh của lấy màu của con vẽ cùng lum. Trời ơi, anh tụi này hư quá ha. Dạ. Để tụi nhỏ nói không của ông đó. Chơi xã giao thôi, chơi thân quá giờ nó quýnh lộn rồi kìa. Lần đầu tiên nhậu mà canh đồ ăn muốn chết vậy đó. Nó phá mồi banh chành luôn à. Tụi con cứ vậy nha, không có nạt em nha. Thôi con xuống ngồi chơi với hai bạn nha. Đồ mất đốt. Tụi con lớn rồi sao con phá quá vậy? Con cũng 7 tuổi à. Lớn đâu, chú mới lớn á, ăn hiếp tụi con. Trời ơi, chùa tụi thấy con trai giống ba ghê chưa, nó son sỏn vậy. Hay quá ha. Cứ hết thằng nhỏ thôi. Ủa là nhỏ ông cũng chơi cúp bế vậy đó hả? Không son sỏn vậy đó. Không phải, hồi nhỏ ông giật đồ vậy nè, đúng không? Còn nè, tôi nói cái chuyện mà dạy con á, mình phải dạy như vậy, hiểu không? Đó, để lớn lên không ai ức hiếp nó, không ai leo lên đầu lên cổ nó được. Để tôi. Bé Hoài, bé My, ở đây chú Biểu, ở đây ba Biểu. Nè, hai đứa con á, cái gì mà khóc tèm lem nữa. Giờ nắm tay nhau, con á dẫn bé My vô trong nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi sau đó đi theo ba xuống bếp nấu cơm ra. Dạ. Rồi, hai đứa đi nha. Đi con gái rượu của ba. Rồi, cẩn thận á. Cô Tuấn, thay vì á con giật búp bê của mấy em, con có thể đi theo chú nè, lặt rau nè, hoặc là nấu cơm, đúng không? Đứng lên. Rồi đi ra sau, rửa tay đi. Chờ chú nha. Nó nghe răm rắp luôn kìa. Đó. Ê, lần đầu tiên tôi thấy con tôi nó dễ dạy vậy đó. Không chừng mà nhà nó không nghe đâu. Không phải vậy. Không được, không có ổn đâu. Nó con nít mà biết cái gì đâu mà kêu đi lặt rau rồi đi xuống bếp rồi nấu cơm. Trời, không được đâu trời. Phải được thôi, ai cũng phải có lần đầu. Thất bại lần đầu thì lần thứ hai phải làm cho tụi nó thật sự là thành thạo mới được. Đúng không? Không cưng như là mẹ của tụi nó cưng tụi nó, riết tụi nó hư. Chính xác. Cứ thả nó đi, cho nó chơi, cho nó quậy. Cháy nhà cũng phải cháy lần đầu mà, hiểu không? Gì vậy ba? Cháy nhà là ba đứa mình chết trước nè. Giờ tôi xỉn không thấy đường chạy luôn nè. Thôi. Ê, mà nói cũng sợ nha. Thôi, để tôi xuống dưới bếp coi tụi nhỏ làm sao. Nha hả? Cái gì vậy? Cháy nhà. Lao quá xuống coi coi coi. Mình ở mình, anh nghĩ sao anh đưa dao cho con vậy? Thì tại vì anh muốn dạy cho nấu cơm thôi mà. Nhưng mà cái vết thương này không sao đâu em, vết thương ngoài da thôi, em đừng lo lắng. Mình ơi, anh không muốn làm việc nhà thì anh để nó về em làm cho. Mắc cái gì sai con làm, rồi bây giờ liên lụy luôn con của người ta nữa. Em lớn giọng với ai vậy? Anh nè, vết thương này mặc sao em không hỏi? Em lớn giọng cái gì? Hả? Nếu mà nó hư á thì phải hỏi mẹ nó. Mắc gì hỏi mẹ nó? Tại vì con hư tại mẹ mà. Em nghĩ sao nè, nó lớn vậy nè, em không chỉ nó cách cắt bằng dao, bây giờ nó cầm dao ngược rồi nè, nó bị đứt tay. Tất nhiên là tại em chứ tại anh hả? Đúng rồi, lỗi trong cái nhà này là tại em hết, được chưa? Anh luôn đúng, mãi đúng, anh là người đúng duy nhất trong cái nhà này, được chưa? Tất nhiên anh phải đúng rồi, em phải xem lại mình đi. Được rồi, nếu mà anh cho anh đúng vậy á thì anh ở trong cái nhà bãi rác của mình đi, còn con em đem về ngoại. Nè, đi về con. Nè, em làm cái gì? Hở ra muốn về ngoại là sao? Em muốn về ngoại chứ gì? Nè, em muốn về ngoại thì em đưa đây, đưa con lại cho anh. Nó đang bị thương đó anh. Nó thương bị thương gì? Em muốn về ngoại đúng không? Bây giờ em về một mình đi. Bây giờ con ở lại đây anh nuôi, được chưa? Muốn thì đưa tiền, anh mua sữa cho nó.
Muốn tiền chứ gì? Anh muốn mua cái gì á, anh tự kiếm tiền mà anh mua. Còn con á, em đưa về ngoài. Ngoài! Ngoài cố mà! Ngoài! Ngoài! Alo, alo, hộp gấp. Hộp gấp anh em ơi. Con vợ của anh nó phản nè. Tụi em suối nguyệt á.